Hello, chào anh em nhé. Mình lại quay lại số tiếp theo rồi đây. Sau mấy ngày thì mình đã xây xong cái nhà rồi. Nói là mấy ngày chứ mấy ngày bận không vào được game. Mới xây xong qua cái này là kiến trúc khó thóc. Kiến trúc không bao giờ lỗi thời cả. thì hôm nay thì chắc tôi dẫn anh em đi bắt nô lệ. Lại đi bắt ngựa đi. Ngựa trong game này rất là cần thiết. Rồi, đầu tiên chúng ta chế cái chuồng ngựa. Đây. Ngựa mình đã chế một cái rồi. Cái chuồng ngựa thì cần sapphire wood đi. Chế ở đây này. 10 sapphire wood. Chế ở trong bàn carpenter nhé. Còn brick thì đây. Bỏ đá vào nó sẽ đông ra brick. Thử gói ít về nhá. Họ thử cho anh em biết luôn. Đây. 10 đá sẽ ra được một brick. Thì chế chuồng ngựa thì bỏ brick vào đây. Nãy mình chế mất rồi. Đây, chế được một cái này. Rồi, giờ đi bắt nô lệ trước này. Muốn bắt nô lệ thì mình cần đập một cái chày này. Và một sợi dây. Đây, cái chày này. Đấy, khi mình mở khóa cái cối chày nô lệ thì mình sẽ được mở khóa cái chày đấy. Đây. Này lên level 30 thì sẽ mở khóa được cái chày bằng sắt. Sẽ xịn hơn. Rồi bây giờ chế cái chày đi. Chày thì cần những nguyên liệu gì? Cành cây này, fiber và da này. À, lia thờ chứ. Lia thờ thì mình làm ở đâu? Trong bàn tanner này, tannery này. Mình bỏ da với lại bỏ cái ba này vào này. Nó sẽ ra cái lia thờ này. Rồi mình lấy một ít đi. Chế một cái. Mình chế thêm cọng dây nữa. Đây. Đây chế hai cái đi cho nó chắc ăn. Thì mình chế được một cái khiên rồi. Khiên thì chế ở đâu? Khiên thì chế ở trong bản armor này. Đây. Một cái. Phải học nhé. Phải học mở khóa thì mới chế được nhé. Weapon này. Đây. Các loại yên này. Sẽ mở khóa từng cấp bậc. Đấy. Khiên sắt này. Khiên chi tin này. Rồi mở khóa mới chế được nhé. Bây giờ gần nhà mình có mấy thằng nô lệ, chắc mình đi bắt luôn anh em xem nha. Ôi, đây có ba thằng cơ. Mình sẽ dụ một thằng ra bắt. Ôi, con này là con của bàn thờ giết luôn đi. Con này bắt chỉ để bàn thờ thôi, không bắt. À, có giáp này, giáp xịn này. Cái này mình có rồi, nước fiber, không mặc luôn. Ui, đẹp phết. Giáp thường chứ không phải giáp xịn. Đó, thằng nữa ra đây. Đẹp ơi. Ra đâu một thằng già vượt qua đỡ phải giết, tôi phải giết thằng kia. Rồi cho nó chém một phát trước, rồi đập liên tục luôn. Rồi, anh em để ý cái thanh màu trắng ở trên đầu nó không, cái thanh để giảm hết thì nó sẽ ngất.
Lần vẫn chém được nhỉ. Đập liên tục luôn. Nếu đập bằng chuột phải thì nó sẽ không phản kháng được nhá. Còn đập chuột trái là đấy, là nó vừa chém mình mấy cái đấy. Đập chuột phải. Đập đến hết stamina rồi thôi. Sốt. Rồi, một tên nữa là được. May hả bữa ấy. Rồi, ngất rồi. Đây. Chế một ít nhá. À, lấy cái dây đem về nhá. À, khá là đơn giản. Mới đầu thì bắt nô lệ bậc 1, bậc 2, bậc 3 được hết. Chủ yếu là đem về cho nó được đồ thôi. Kiểu mình đi farm ấy, mình bị nặng quay, mình vứt người cho nó cầm thôi. Đây, thì cứ bỏ vào đây. Có cháo là nó xoay. Thì chế cháo thì nấu cháo thì nấu như nào. Đây, có cái cam pai này, nó làm này. Bỏ phải bơ với bỏ hạt vào là nó sẽ ra cháo. Máu. Đây, cái bình máu là chế từ cây gai đấy. Nó đi lấy một đống về để chế. Con này nó tầm 6 tiếng thì được. Mình bỏ cháo này cứ thừa rồi, cứ bỏ đi. Tiếp theo thì mình đặt cái chuồng ngựa ra đây. Xong mình sẽ dẫn anh em đi bắt ngựa. Đây, đặt xích ra bên này, tí nữa đặt chuồng thú. Chúng đặt càng gọn gàng càng tốt. Chúng thú thì nó khá là to. Bây giờ đi bắt ngựa nhá. Đây, ngựa thì nó sẽ nằm ở cái đảo này. Đây, nằm trong khoảng cái đảo trên này. Trời trời, sắp tối rồi đấy. Đây, khá là nhiều linh cẩu này. Nó sẽ đuổi, chắc chắn là nó sẽ đuổi rồi. Làm sao để cho nó bỏ target thì một là nhảy xuống nước, hai là trèo lên tường. Trèo chắc là không hợp lý đâu. Nó vẫn nó đủ thời gian nó cạp. Cách duy nhất là nhảy xuống nước. Nó đuổi tới bờ biển là nó sẽ ngừng, nó không xuống nữa. Cá sấu cũng không đuổi. Cá sấu game này sợ nước. Nó sẽ không đuổi nữa.
vẻ sắp đến rồi đấy. Thôi đi tiếp thôi. Chưa thấy con hạ ở đây. Xem thứ hai con rồi kìa. Bắt luôn về đi. Một con bắt hai con về đi. Để nhà một con để phòng thủ. Lỡ đi mà mất thì còn có cái. Rồi đây, nhá, nó nằm chỗ nào này nhá. Rồi đi về rồi. Đường ngắn nhất thôi, sao lại về được cũ rồi. Nó giảm tít ra ma xuống. Chói lắm. Khi nào nào né mới lên cậu ra đỡ phải đánh nhau. Này, nhà mình dưới đây rồi. Nhìn cái đèn kia là nó thấy nhà rồi. Về đến nhà rồi. Rồi bỏ con ngựa vào xong là bỏ thức ăn vào đâu. Đây, bỏ con ngựa lên đây. Mà bỏ fiber vào. Fiber rau, rau gì cũng được hết. Bỏ vào nhá. Nên một chuồng chỉ để được có một con thôi. Không để được hai con. Nên nó cất cất một con đi. Tạm ở đâu đấy cho là bây giờ con kia được thì bỏ con này vào. Ok. Để chế yên của con ngựa thì làm cái bàn wood table, cedar wood table. Rồi. Nhưng mình chưa học, mình chưa học. À mua chứ. À đây. Mở khóa cái này thì mới chế được yên nhá. Làm cái bàn cedar wood table này này. Xem nó cần những vật liệu gì. 50 sắt wood. 50 quai. Với 50 lít thở. Chắc là đủ đấy. Lít thở này ra bàn ra đấy thôi. Đủ chưa nhỉ?
Sau này bàn nó sẽ còn to hơn, bàn xịn thì nó sẽ to hơn mấy cái bàn này nữa. Wahoo là đấy này, Zino là của con tê giác này, cái này cũng là của ngựa này. Tech Encoder đây, mình sẽ làm cái in đơn giản đi. Thiếu dây ở 20 giây này, 68 iron 3 với 75 liên thở. Này đúng 75 luôn. Cái này sau không bỏ vào người là sẽ cưỡi được. Ngựa thì nuôi khá là lâu, phải mấy tiếng. À không phải mấy tiếng ấy. Đây, bỏ vào nó mới lên được một tí này. Nên từ từ mới có ngựa bắt. Thì trong khi chờ ngựa bắt thì chắc tôi dẫn anh em đi lấy cái vũ khí Legendary nhá. Đầu tiên là mang thêm máu đi đây. Mang nhiều máu đi. Còn đánh rất là khỏe. Mang tất đi. Đấy, máu thì chế bằng cái gì thì đây. Bằng cái cây này. Đấy, như tôi nói là lần trước rồi đấy. Và tôi sẽ chế thêm một cái song đao đi, cho nó dễ né đi. Như nãy tôi chế mấy cái không? 4 cái. 4 cái đủ không nhỉ? Ok, đem theo một ít đi để sửa. Như hơi nặng quá. Và đem theo cả giường rồi, có giường bánh lẩu phết đấy. Không biết là sáng hay tối nhỉ. Ăn thức ăn đã. Chị này thì mình khác à. Ôi rồi, đủ máu này. Dẫn anh em đánh cá sấu nhá. Còn đấy nó khỏe nhưng mà cái chiều của nó dễ né thì mình cơ hội mình thắng thì cao hơn với con kia. Cá sấu nó đâu nhá? Đây, con cá sấu nó ở hồ nước này. Nhẹ ta ghét kẹ nó đi. Lại sắp tối không? Kệ, I don't care.
Tối quá. Chắc tớ ở đâu tôi đợi trời sáng đi. Đây, nhà này đẹp thế nhỉ. Và tớ đứng đây đợi trời sáng tí đi. Trời sáng rồi đấy, chắc đi rồi. Nhà đẹp phết. Ừ, xem có bao nhiêu điểm nữa. Hết là máu đi cho tỷ lệ sống sót nó cao hơn một tí. Đây rồi à, cái hồ trước mặt đây rồi. Con này xem lên đây vào. Ui chạy mất rồi. Ui còn lâu. Ui xuất sắc. Giết vạch lại một chút con đấy mới đây được. Rồi này à. Đấy, cậu nhìn gì chưa? Mẹ nó to tổ bố luôn, nó ngạm phát chết. Đặt cái giường đây đi. Rồi. Chém còn trượt. À đây à. Cứ toàn bị mắc vào đầu nó. Hiểu sao mắc được vào động nó được. Chán thêm. Hết máu không biết có đủ máu không. Nãy chiến mất bao nhiêu máu. Không đánh phá tâm chạy đâu. Đánh trượt cũng chạy. Không vội được. Ây ạ. Anh em đấy lúc mà gào nhá. Em quất cho đấy.
Biết đủ máu để chiến không đây? Xong rồi đấy. Để tránh bị mắc thì đánh xong đi luôn. Luôn. Đấy, sao tôi kêu anh em chọn song kiếm là vì nó cơ động. Lần này chết nữa là tôi đi về luôn này. Hết máu để chờ rồi. Kiếm này nó có cái hiệu ứng chảy máu kìa. Mày cứ đánh xong là chạy thôi, cho nó trừ máu thôi. Hiệu ứng 20 là như một đòn đánh luôn. Đớp chụp càng thế nhỉ. Ôi né thế vẫn bị đớp chụp. Một quất đi để ta hồi máu. Tới công chuyện rồi. Chạy luôn nhá, đừng có tham đánh nhiều. Nhiều chết đấy. Nhớ nhá, control là để lộn về nhá, đừng có lộn bằng ALT, tốn nhiều stamina lắm. Ui mẹ, lại dính vào mồm rồi. Giờ mà chết nữa là phí lắm ấy. Cẩn thận cẩn thận nào. Nếu sao mắc vào mồm được vào đấy. Sức thận trọng. Cuối game không? Cứ mắc vào mồm nó là thế nào nhỉ?
căng thẳng quá thì tôi không nói chuyện nhá. May quá nó chưa hồi máu kìa. Nhưng mà mình còn 6 bình máu ăn được nó không nhỉ? Chết ạ. Nãy mình vướng cái cây. Cây. Nãy sợ sệt quá anh em ạ. Tí nữa thì chúng má sao chắc phải đốn hết mấy cái cây đi rồi mà đánh không làm tâm lý thật sự. Đây con trai đã xấu mà đóng vai ác. Giờ hạn chế bị đớp không à, bị đớp rồi là không còn máu nữa đâu. Mình chỉ đỡ được 3 phát đớp nữa thôi. Lại là cái cây. Hồi đánh từ từ thôi, không tham nhá.
đánh một chiêu luôn. Chiều một ông chạy thôi, mà gần cuối rồi, giờ mà chết là nó hồi máu, đầy máu là thôi. Cốc cốc xuất được. Thế nhỉ? Tính gì hẹo. Tí nữa thì nó cắn chung. Má cắn luôn ạ. Ủa nó sắp chết rồi. Đấy thì ứng từ máu nó mạnh. Nó mạnh như vậy đấy. Ui xít này nó không chết. Rồi đây yên này chắc nó cũng chết đấy. Sợ bị chết này. Chết. Úi trời. Vừa căng thẳng quá đấy anh em ạ. Ô kìa, chìa khóa đâu? Ở đây chìa khóa đây rồi. Mày thế nhở. Rồi, vứt. Lại căng thẳng hết sức. Đã chết một mạng anh em ạ. Này, phải phạm xác của mình không có ra nhá. Hòm của nó là giữa cái đảo này. Đánh xong mất một zoom. Đánh xong bao nhiêu lần cũng zoom. Này hòm ở đây này. Có cái chìa khóa này em mở được nhá. Ui katana 60 đạm. Rồi trời đi. Này 60 đạm. Có khi mình dùng có 16 đạm. Gấp hơn 4 lần. Này chơi thử luôn. Lại đây mày. Katana chiêu chém rất đẹp. Đấy, lửa cây luôn. Mày này. Hay nhá, chuột phải là như này. À quên. Chuột trái này, 1 này, 2, 3 này, 4. Còn chuột phải nữa, chỉ có một chiêu thôi. Đây, chuột phải này, thủ thế như này. Xong rồi, chuột trái phát. Cái này đam cao nhưng mà rất chém, khó chém trúng. Lấy ra về nhá. Chuột phải nó chỉ giữ thế như này thôi. Mình ấn chuột trái hơn nữa nó mới chém. Cho nên cho đánh cá sấu rồi đấy. Đánh chưa một đùm. Mà hơi tốn stamina. Được được. Thôi về thôi.
Phải căng thẳng quá đây. Chắc là kết thúc video đây anh em nhé. Vẻ hơi chạy bọn em tí. Rồi, chào biệt, tạm biệt anh em.